mình, mình là Hia đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình. Và trước khi bắt đầu một video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like và một nút share để ủng hộ cho mình. Và đừng quên kéo xuống bên dưới mình click vào nút đăng ký đi, bởi vì theo thông số thống kê của YouTube thì hiện tại chỉ có 5% là mọi người đã nhấn nút đăng ký cho tôi thôi. 95% đa phần là người mới và người đang chưa nhấn đăng ký. Ok, thì vì thế các bạn hãy click vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình thêm, để giúp kênh của mình phát triển, bởi vì mình chuẩn bị sắp được 2 triệu sub rồi, nên các bạn hãy cố gắng giúp mình nha. Cảm ơn các bạn. Canasio. Ui giời ơi, sao mình bị bắn như vậy bay. Rồi tập hợp đi, anh chúng ta chơi game mini game, chúng ta mới chơi mini game. Game gì đây anh? Game gì? Game gì? Đợi giùm mi lại cái, đợi giùm mi lại cái, đợi giùm mi lại cái bay. Ok, tập hợp đầy đủ em không? Hôm nay chơi trò chơi. Mọi người có muốn chơi trò chơi không? Trời gì đây? Không, không, không hả? Hôm nay chúng ta đã quay về tuổi thơ, đó chính là chơi trò chơi trốn tìm. Mà chưa trò chơi trốn tìm thì bay đây chính là cây rìu xét vô không giác. À, dành cho người đi tìm. Nhưng mà đi chơi chống tèm không? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 55, 70. Hiểu không? Nói cho mày biết, nói cho mày nhẹ một câu nè. Tao là chùm chống tèm ở đây. Ok, ok. Mày ghê sợ. Trời ơi, cô bắp rồi. Ôi, ai tin được. Mày là chùm lúc nách thì có. Trời ơi, tao tìm hả? Năm tụi bay chỉ trong một 1 phút 30 giây. Trời, vậy bây giờ mày sẽ là người đi tìm tụi tao trước, ok? Thôi, thích thì kêu. Ok, đây, tao trao cho mày nụ hồng. Nụ hồng xưa long lanh, từ nay đến tối. Trời ơi, ơi, từ nay đến tối mà mày tìm không được tụi tao, có nghĩa là mày thua, ok? Đúng rồi đó, đúng là nguyên ngu. Thôi, tụi tao đi chơi. Rồi, mày nằm xuống đi mày, nằm xuống, đắp mặt xuống dưới đất mày. Ủa, đắp mặt xuống làm gì, ai cắn đất mày hả? Đập đập mặt xuống đất đây. Đập mặt xuống. Gì đó thấy á. Chạy nó đi, vậy được rồi. Đập mặt xuống. Đi 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 anh em ơi. Đi ơi, Jimmy đi chúng tôi hả? Đúng rồi. Đi 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 đi, mình tìm chỗ trốn đi. Bởi vì một chú thằng chó Huy mà nó lại là nó cạp cái thịt mình nó. Đi đi vô 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 vô. Nó đâu, nó đâu? Lúc đâu ta? Ừ, nó dưới đây nha. Lúc đó hả? Chỗ nào bí hiểm vậy bà nội? Bí hiểm vậy sao nó đây 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 đây. Tôi sẽ núp ở này. Ui, thôi thôi tôi sẽ núp vô. À, ôi giời ơi, núp ở trong đây là hấp dẫn luôn mấy bạn ơi. Ui giời ơi. 75, 75, 80, 85, 90, 95. Tụi bay đâu rồi? Á à, đù, không thấy ai ở đây luôn. Trốn cũng kỹ đó. Được rồi, bây giờ cầm cái này bổ vô cái đầu tụi nó thôi. Hello, chú Cà Mò, where are you now? Where are you now? Ủa, mới nghe tiếng thằng nào đó. Mùi làm tao điên lên gì nó. Mà nó ở đâu ta? Ngu. Trời ơi, sao kiếm được túi? Ở đâu vậy? Kiếm đâu vậy? Ở đâu hả? À? Ê, mày chạy đi. Một đứa. Trời ơi, tao nói game này nó dễ quá mà trộn bắt trời đồ của nó luôn à. Đi kiếm tiếp. Thằng quỷ hay chi này, chốt gì mà ngu thiệt chắc. Hồi nãy chi chốt với mình là được rồi. Trời ơi, này sao mà nó kiếm ra cái bụi cây tự biêu của mình. Mày ở đây không ta? Bán một canh đông mát coi nè. Ồ lộn. Ok kìa. Nó lạ dữ ta, tự nhiên có cái cây ở giữa cánh đồng. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Ở sao nó biết vậy trời? Ở đâu được ta? Quỷ này, đồ chết chưa chết nữa hả? Chạy không chạy, lâu quýnh lại người ta. Này thì chỉ có ăn đồng bằng ăn cát mà thôi. Còn hai đứa vợ chồng kia nữa thôi. Trong 1 phút 30 giây tao sẽ tìm hết ra hai tụi mày à con. Tới đây, come to baby. Ê, trời, hai đứa, hai vợ chồng nó trốn đâu mà tìm nãy giờ không thấy trời. Hết khu làng rồi đó. Đúng rồi, còn một chỗ nữa mình chưa tìm. Chỉ có ở chỗ đó mà thôi. Ê, tao đi ra tìm thử. Ủa, nó sao nó tìm mình lâu dữ rồi Jimmy ơi. Ừ, tôi cũng không biết luôn, sợ vãi chưởng nhau. Mà để tìm cắt tóc nãy giờ, chắc tụi nó không tìm thấy tìm cắt tóc của mình tàn hình luôn hay sao. Ê, có khi nào nó ngủ hay gì á trời. Có khi nào nó bỏ tụi mình luôn không Jimmy? Nó tới Jimmy ơi. Nó tới Jimmy. Mở cửa ra cho nắng vào nha. À đù. Jimmy. Ủa, Jimmy đâu ra vậy? Trời ơi, hồn Jimmy ở đây mà xác Jimmy bay mất tiêu rồi. Bây giờ chỉ còn căn nhà mà thôi. Tao ở đâu? Đúng rồi, tao ở đằng kia kìa. Ở sau cái gỗ đúng không? Không có luôn. Sao mà thấy được đúng không? Thì thôi, không có thì thôi, đi ra chứ làm gì, đập cửa đi ra luôn. Thấy tao chưa? Ồ hui. Đi tìm chỗ khác thôi.
Huy. Ủa đâu ta? Thiệt đâu ơi. Nhiệm vụ nó mà không thấy ở đâu hết trời. Huy. Đi luôn. Quay đây. Tao thấy rồi con, mày chạy đâu? Mày có tao chưa? Tao không chết, tao không chết, tao là người bất tử, Mày chạy đâu được? Ở đây là tao sẽ bất tử, tao bất tử nè. Xoay đều. Anh em ơi, tôi bị bắt rồi, anh em ơi. Trời ơi. Tôi đã giúp đỡ ông như vậy rồi mà ông còn chạy. Tôi cố lắm rồi đó. Tụi mày chùm là đi tìm chứ mày chùm trốn tìm nha. Rồi giờ tụi mày muốn tao dòm tụi mày muốn tao đi trốn đâu? Được thôi. Bây giờ nhân tiện tao là người chiến thắng thì cho Nabi đi. Không, bà Nabi trốn tìm thì dễ quá. Để cho Nabi đi. Không. Cho Haki đi. Tôi mấy bạn không có quyền quyết định, ok? Ok. Tôi thắng là tôi có quyền quyết định bây giờ. Cho Huy, cho Haki đẹp luôn. Thôi Haki đẹp luôn Huy. Lúc tại sao mà lại cho tao? Mày Tao không biết, ta sẽ thua trò chơi này sao? Thôi tất nhiên rồi, mày là thằng chốn tìm dở trong đây mà. Được, tao xin trân trọng giới thiệu mày. Hi Ha đã không khác xưa nha con, Hi Ha bây giờ là chùm chốn tìm. Chốn cũng dữ, mà tìm cũng dữ luôn. Không khác xưa. Hi Ha không khác xưa là Hi Ha giống bây giờ đó. Hi Ha giống bây giờ á. Hi Ha đã khác xưa, được chưa? Quay. Ta đã vậy nè, tôi như con cáo, Hi Ha vẫn như chùm. Bây giờ tao đếm từ 1 đến 100. Tụi bay mà không trốn là tao chặt cái cây này vô đầu tụi bay nha. 3, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Bây giờ mình sẽ đi lấy vũ khí bí mật. Mình sẽ dùng phần mềm thứ 3 để đi tìm tụi nó, mặc dù hơi ăn gian xíu nhưng mà các bạn, đây chỉ là bí mật của anh em tụi mình thôi. Nên vì thế, các bạn đừng có kể cho tụi nó nghe nha. Kể cho tụi nó nghe, tụi nó sẽ không công nhận mình là chùm đi đi tìm đó các bạn. Mình tìm dở lắm chứ mình tốt, trốn thì giỏi. Ok. Được. Ok. Đây chính là phần mềm thứ 3 để mình hack nè. Để bây giờ mình sẽ coi thử camera số 1. Ô Jimmy nè các bạn, để coi coi. Trốn ở đâu bây giờ ta? Trốn ở đâu mà không bị phát hiện ta? Chỗ trốn bí hiểm nhất của mình. À đồ, giống mày có cái phòng bí mật gì hấp dẫn vậy các bạn? Ây da, sao chú quay không được vậy? Quay, tàn hình luôn. Được. Phần mềm thứ ba của mình là sẽ không cho ai biết hết. Cầm cây này ra, rồi 85, 90, 95, 100, bắt đầu đi tìm nha. Hello. Đây chính là cái chỗ mà hồi nãy mình thấy nè. Ủa, căn phòng gì dưới ta? Trời ơi, con mèo dí con chuột, dữ dội. Trời ơi, phim gì hay dữ vậy? Trời ơi, mình núp ở đây là không bao giờ thằng Hi Ha mà nó tìm được mình luôn ha. Đúng là con cá mà chùm nho Hi Ha. Chùm nho màu tím đúng không Jimmy? Ừ đúng rồi, trời ơi, con mèo. Ủa, cái ghế này em ghê ha. Ôi, giả thiệt chứ. Đi đâu rồi Jimmy? Jimmy, đi đâu? Bum. Ý gì con bà lì liền. Thế là mình đã bắt được Jimmy. Đúng là phần mềm thứ ba của mình chỉ có đẳng cấp rồi các bạn. Ok, tiếp tục. Cái này là phòng tiện đấy. Hai chơi gỡ đây làm gì vậy? Cái xe gà qua xe bắn. Đấy rồi. À đù, sao nó trốn được bà lóc đó hay vậy? Bây giờ mình sẽ chạy qua để bắt nó liền ngay và luôn. Đúng là phần mềm thứ ba mình đẳng cấp các bạn ơi. Có ai đây không ta? À đây không có à. Trời, đúng là kiếm được em luôn. Ui giời ơi. Ai đâu vậy? Ai nói vậy ta? Đứa nào xin tên coi. Xin tên đi. Em nè, Achi nè, trốn đi, trốn chỗ này đố anh kiếm được. Trời, chạy vòng vòng hoài. Trời,
chỉnh gì à? Chạy đâu được? Không sắp mặt chưa? Sắp mặt chưa con? Thế là mình đã giết được thêm một đứa. Còn chân chờ gì nữa? Để mình coi cái bãi rượu này nó có ai nữa không ta? Trời ơi, để mình kiếm coi chỗ trốn đâu ta. Ở đâu? Ở đâu kiếm được? Ở đâu chỗ trốn gì sao tụi này ở đâu? Dạo sao mấy đứa này nó sao không biết chỗ trốn ngộ vậy? Ơi, hồi nãy mình thấy có cái cửa sổ ngay đây mà. Ủa kỳ vậy? Mình thấy trong cái camera là thấy có cái cửa sổ này mà ta. Ơ trời đất ơi, nó mở cửa. Trời đất ơi, nó mở cửa. Cốc 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 cốc. Im im im, không dễ bị dụ bạn ơi. Trời ơi, bởi vậy ta nói quay chỗ này khó dữ đi ta. Nabi đâu ta, trốn đâu dữ. Trời, có trong lò này không? Không có ta. Ui. Surprise! Ở đâu, im. Ui, đánh luôn, đánh lại hả? Đánh lại nè. Cái gì mà dễ tìm dữ vậy trời? Huy ngu nó trốn đâu vậy kìa. Chỗ này có ai không? Đang ở trong khu rừng hả? Khu rừng là không có ai hết. Ồ, đây rồi. Bé Huy làm gì đó ta? Nó trốn trong cái chỗ bàn chế tạo, cho cái đống bàn chế tạo này hả ta? Cái cửa siêu xịn, mở ra có đường, đóng lại mất đường. Trời, làm sao mà biết được căn phòng bí mật ở trong đây được? Được rồi con, tao sẽ đi tìm được liền và luôn thôi. Đây rồi, ở trong cái chỗ này nè các bạn, hình như trong nhà Hachi. Để coi đúng rồi, cái đống bàn chế tạo này nè. Huy ơi! 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 Sao mà tìm được tao đây nè? Mày đâu? Làm sao nè? Làm sao là đâu? Làm sao mày cái đồng hồ đó? Ơi! Cái gì ta? Trời ơi, tao làm sao mày nè? Tự nhiên có gì làm sao? Ơi! Làm sao mày đây? Chị chạy! Đu! Nhìn được xuyên tường luôn ta! Đu! Ôi! Không hiểu sao luôn á! Tiện dữ vậy. Đừng mở. Không được, mới mở. Ok. Đồng ơi. Mở làm gì? Ok. Mày mở. Mở cửa. Có đồ ghê. Mở. Ôi giời ơi. Té lầu chết luôn. Ôi giời ơi. Lụm đồ. À đù, có cái tay thỏ cu te mobile quay. Ok, vậy là mình đã tìm được cả tim rồi, quá là đơn giản luôn. Bây giờ về chỗ ngay giữa làng. La 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 la. Trời. Ủa, nó chơi ngu mà lu su bu lắm mà ta. Ngu vậy ngu. Trời, người ta là bây giờ. Bây giờ là pro player rồi, đâu phải là chuyện bình thường nữa. Giờ mày nói là chùm trốn tìm rồi đó. Đúng rồi, phải gọi tôi là chùm trốn tìm đi. Tao không bao. Chơi lại. Đúng rồi. Ăn gì vậy rồi? Tại chơi ăn may rồi. Tao ăn may được. Đó gọi là trình độ. Tôi thấy ông đeo cái nơ này có điều gì đó bất thường đúng không? Vô đây tôi kiểm tra. Đúng rồi. Cái này của Huy mà. Cái này hồi nãy của thằng Hachi đeo xong rồi. Thằng Huy nó giết Hachi xong rồi nó lọt ra, xong thằng Huy đeo rồi xong tao giết thằng Huy tao có được. Hỏi Huy đi. Nè cho tao bay luôn nè. Tao không bằng lòng, tao muốn chơi lại. Lượt cứ lại. Trời ơi, ok luôn. Bay thôi, chơi lại bay đi mấy tên trời ơi. Đúng rồi, bây giờ sao đâu mà xuống, ăn cả cục đất đến. Rồi ok nha, trơ đàng hoàng nha. 60, 65, 70, 75, 80, 85, 100 tao đi tìm đó. Bây giờ mình phải trốn đi một cái chỗ nào đó để có thể hack phần mềm thứ ba của mình được. Tụi nó sẽ không bao giờ biết được phần mềm thứ ba của mình là như thế nào đâu. Được rồi, chúng ta sẽ xem coi. Hai chi kìa. Đi lần này đố ảnh kiếm là được mình đâu rồi. Này, kiếm là được không ta? Ảnh dành cho này đố ảnh kiếm nè. Á đồ. Ghê, được. Ok, ghê. À, để coi, tiếp theo là ai ta? Làm gì vậy? Trời ơi, vô căn nhà mình. Nhưng mà căn nhà mình làm sao mà biết được có chỗ mà trốn? Tưởng là không có chỗ trốn nhưng mà... Đi xuyên tường à, ok luôn. Nắm bắt bài tiếp. Hai người này trốn đâu đây? Chỗ này có
Lần này thì thách mà tìm được mình luôn. Tuổi gì tìm? Ở đâu Abby tìm được chỗ kìa. Ghê. Ủa giùm mày đâu? Hả? Ok. Quay trình độ tăng nữa bạn. Ok được. Bây giờ mình sẽ đi bắt từng người. Nhớ nha các bạn. Các bạn đừng có khoe bí mật này ra cho ai biết nha. La 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 la. Ủa Hachi đâu ta? Không thấy. Chứ anh làm sao thấy được ta? Cái gì trên đây ta? Không thấy nè. Trên đó đó anh, trên đó đó đừng có thấy gì hết. Ê, mày! Mày tưởng không thấy hả mày? Trời ơi, tao thấy hơi bị rõ luôn á. Trời ơi, bé Huy ơi. Rồi. Ok, ui, nó làm gì đây? Ui, đại ủi gì sáng sáng vậy? Trời ơi, tụi mày bắn cái gì mà ngu vậy? Tao đụ nó dưới đây, nó trên ép. Cái đầu sao lại nè, máy tính các bạn ơi. Trời ơi, mày bắn nó kìa, nó kìa. Trời ơi, bắn cái đâu đó trời. Ôi trời, mà có cái gì luôn trong phòng này. Bắn nó đi. Hello ơi, mày sao chốt cái này trên mấy tấm các bạn? Tao gì đâu á, mày bắn giùm tao nè con. Hey, happy birthday. Yo, happy birthday. Yo. Mày đâu ta? Tôi nhặt cái lá cơm mấy đâu nha. Chui vô đây ơi. Bạn chui vô đâu? Đứng lại nào. Trời ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đúng không bạn? Trời ơi, tiếp theo nè. Như vậy trời, không nghe nói gì hết luôn. Lô. Sao tìm được vậy? Trời, bà lấy ơi, đây tôi nói rồi, tôi là chùm trốn tìm. Trốn cũng dữ mà tìm cũng dữ, hiểu không? Cái chỗ này không thể nào mà tìm được. Ủa vậy sao bà? Nó nghe nè, có cái này ghém nè. Có gì ghê? Xạo nè. Vậy là mình đã tìm hết rồi. Giờ thì tới làng tính tiền tụi nó coi. La 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 la. Bum 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 bum. Oh hello mấy nhóc. Trời ơi mấy rút dạ. Không hiểu sao tiền cho ông tiền rồi. Chơi dở. Tôi không tiền với ông nữa đâu. Bây giờ ông là chùm rồi. Không ai chơi lại ông hết. Chơi tiếp đi. Chơi tiếp đi. Chơi em mình chơi. Trời ơi chơi gì chứa gì nghĩ gì không được thôi. Chơi tiếp đi mọi người. Vậy là mình trở thành chùm trốn tìm rồi. Ok clip này đến đây thôi bạn. Nhớ nha, bí mật của tụi mình thì chỉ có tụi mình biết thôi. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye.